Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Trùng Khánh đã ban hành cảnh báo lũ lụt màu vàng đầu tiên cho năm nay. 12 quận và huyện đang có mưa lớn. ChinaNet vừa qua đưa tin, theo Cục Quản lý nước Trùng Khánh, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, tại 12 quận huyện ở Trùng Khánh đã xảy ra mưa lớn. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, Trùng Khánh đã ban hành cảnh báo lũ lụt màu vàng đầu tiên trong năm nay. Theo quan trắc của Trạm quan trắc thủy văn Trùng Khánh, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa to đến rất to cục bộ. Riêng phía đông nam Trùng Khánh có mưa vừa đến mưa to. Mưa lớn đã xảy ra ở 12 quận và huyện bao gồm Thông Nan, Thông Liang, Da Ju, Rong Trang, Yongchuan, Hechuan, Bishan, Beibe, Yube, Sangyipa, Yulongbo và Yangbe. Mưa lớn đã xảy ra ở một số quận. Lượng mưa hàng ngày lớn nhất là 127,5mm ở làng Jalin, thị trấn Cu Long, quận Da Ju. Tiềm năng nước của các sông vừa và nhỏ về cơ bản ổn định, không có quá trình nước lên rõ rệt. Theo quan trắc của Cục Thủy văn Thượng sông Dương Tử, mực nước tại trạm Khu Tan sông Dương Tử là 168,83m vào lúc 8 giờ ngày hôm nay, thấp hơn mực nước cảnh báo 11,67m. Lưu lượng dòng chảy là 9.010m³ trên giây, 18,12m, tốc độ dòng chảy là 2.450m³ trên giây và tiềm năng nước đang tăng lên. Mực nước của trạm Gu Long là 173,52m, thấp hơn mực nước cảnh báo 19,48m và tốc độ dòng chảy là 1.750m³ mỗi giây và tiềm năng nước đang tăng lên. Dự báo từ 8 giờ ngày hôm nay đến 8 giờ ngày mai, một số sông vừa và nhỏ ở phía tây Trùng Khánh có thể xuất hiện lũ ở các mức độ khác nhau. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, dự kiến trạm Xion Si Phu Feng ở quận Thông Liang, Trùng Khánh sẽ có lượng nước tăng lên đáng kể trong 12 giờ tới và mực nước cao nhất sẽ gần với mực nước cảnh báo 264,5m, tăng khoảng 4,7 đến 5,2m. Trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo lũ màu vàng, đề nghị các đơn vị liên quan ven sông và người dân tăng cường phòng tránh nguy hiểm kịp thời. Mưa lớn ở miền Bắc Trung Quốc gây ra lũ lụt, ít nhất 29 người chết. Trung Quốc đang phải vật lộn với lũ lụt dữ dội gây ra bởi những ngày mưa lớn lần thứ hai trong 5 tháng. Lũ lụt đã giết chết ít nhất 29 người ở miền Bắc đất nước và hơn 120.000 người cần phải di dời. Số người chết bao gồm 14 người thiệt mạng khi một chiếc xe buýt đi lại lao xuống sông gần thành phố phía Bắc Thạch Gia Trang hôm thứ Hai. Truyền thông Trung Quốc đưa tin từ một cây cầu ngập nước, video trực tuyến cho thấy chiếc xe buýt gần như chìm trên sông với hành khách bị mắc kẹt trên mái nhà chờ được giải cứu. Tính đến tối thứ Hai, 37 người đã được giải cứu khỏi xe buýt, theo CCTV đưa tin. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang cố gắng kích thích nền kinh tế đang phát triển chậm lại và lũ lụt ở miền Bắc nước này là một lời nhắc nhở khác về những thách thức do hiện tượng nóng lên toàn cầu và thời tiết khắc nghiệt gây ra. Mới đây, trận lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc vào tháng 5 đã giết chết hơn 300 người, trong đó có 14 người chết đuối trong đường hầm tàu điện ngầm, nơi có lượng mưa lớn nhất ở Trung Quốc theo số liệu đáng tin cậy. Các thảm họa cũng cho thấy sự mong manh của nguồn cung cấp năng lượng của Trung Quốc. Sơn Tây, quê hương than đá của Trung Quốc, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vào tuần trước, với những trận mưa xối xả giết chết ít nhất 15 người. Theo các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, lũ lụt cũng đóng cửa 60 mỏ than trong tỉnh khi chính phủ phải vật lộn với tình trạng thiếu điện và mất điện trên toàn quốc, một phần do giá năng lượng cao hơn và nhu cầu tăng vọt. Trận mưa lớn nhất xảy ra vào tuần trước khi nhiều người tranh thủ tuần lễ vàng ngày Quốc khánh để đi du lịch. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã nêu rõ 600 mỏ than vẫn đang hoạt động ở Sơn Tây và nhiều công nhân đã từ bỏ kế hoạch cao cấp để đảm bảo sản xuất than, 2/3 lượng điện của Trung Quốc đến từ than đá. Ngoài việc đóng cửa mỏ, lũ lụt đã làm gián đoạn một số dịch vụ đường sắt ở Sơn Tây và khiến một số bức tường của thành phố cổ Pingyao, một trong những thành phố thời Trung Cổ được bảo tồn tốt nhất của Trung Quốc, bị sụp đổ. Ít nhất 17.000 tòa nhà đã bị phá hủy và nhiều vùng đất nông nghiệp bị nhấn chìm, truyền thông nhà nước đưa tin. Các tỉnh phía Bắc, Hà Bắc và Thiểm Tây cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong khi số người chết trong đợt lũ lụt gần đây nhất có vẻ thấp hơn so với hồi tháng 4. Nhiều người trên mạng xã hội đặt câu hỏi tại sao phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rất ít về thảm họa này.
Hu Xijin, tổng biên tập của Thời báo Hoàn Cầu của Đảng Cộng sản đã viết trên tài khoản Weibo của mình hôm thứ Bảy rằng lũ lụt ở Sơn Tây đã ít được chú ý hơn vì ít thương vong và việc cứu trợ lũ lụt suôn sẻ đã được đóng góp. Một số bình luận trên mạng xã hội đã xuất hiện để cho rằng không phải như vậy. Người dân ở ngôi làng Nam Phonggu xa xôi của Sơn Tây đã yêu cầu sự giúp đỡ trên Weibo vào Chủ nhật. Toàn là người già, điện nước mất hết, người dùng viết. Chúng tôi không biết liệu có đủ thức ăn hay không. Mưa như chút nước, Trung Quốc hứng chịu lũ lụt diện rộng. Mưa lớn và lũ lụt buộc hàng ngàn người phải sơ tán ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc hôm qua. Theo Reuters, nhà chức trách Trung Quốc hôm vừa qua kêu gọi người dân trên khắp cả nước chuẩn bị ứng phó với những trận mưa như chút nước. Tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa xối xả đã làm tăng mực nước của 14 con sông, cuốn trôi tàu thuyền và cầu cống, buộc hơn 4.600 người phải sơ tán. Mặc dù chưa có thông tin về thương vong, nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin mưa lớn và lũ lụt gây ảnh hưởng đến hơn 120.000 người, khiến một số tuyến tàu hỏa ngưng hoạt động, thiệt hại ước tính hơn 176 triệu nhân dân tệ, tương đương 27 triệu đô la Mỹ. Khoảng 27.000 ngôi nhà ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên được báo cáo là không có điện sử dụng. Cách đó 900 km về phía đông bắc ở thành phố Hạn Sơn, tỉnh Sơn Tây, nhiều chiếc xe hơi đang lội trong dòng nước lũ. Thành phố Tuấn Thành cũng thuộc tỉnh Sơn Tây vừa nâng cảnh báo mưa lớn lên thành màu đỏ, mức cao nhất trong thang đo. Hôm nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc gia hạn cảnh báo về mưa bão trên khắp cả nước, đồng thời dự báo lượng mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung nước này. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh cho biết lượng mưa ở thủ đô dự kiến đạt trung bình từ 60 đến 100mm trong khoảng thời gian từ 17 giờ chiều hôm qua đến 8 giờ sáng nay, trong khi cơ quan kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh cảnh báo về những trận mưa lớn nhất trong vòng 3 năm qua. Bắc Kinh thường ghi nhận lượng mưa khoảng 600mm hàng năm. Tại tỉnh Hà Bắc giáp với Bắc Kinh, mưa lớn và dông bão khiến máy bay tạm thời không thể cất cánh và hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh. Mực nước 71 sông vượt cảnh báo, Trung Quốc nín thở chờ lũ lớn. Hãng tin Tân Hoa Xã cho hay Trung Quốc đang chuẩn bị đối mặt với đợt lũ lớn mùa hè khi 71 con sông tại nước này đều vượt mức cảnh báo, trong bối cảnh các nhà chức trách cho rằng tình trạng nóng lên toàn cầu đang khiến thời tiết khắc nghiệt hơn. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm qua, mưa ở một số khu vực miền Trung và miền Nam nước này đã đạt mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây, dù tổng lượng mưa năm nay thấp hơn khoảng 10% so với năm ngoái. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết mực nước trên sông Dương Tử và cấp phụ lưu dự kiến còn tăng cao hơn nữa trong tuần tới, đồng thời cảnh báo về những trận lũ lụt lớn trên khắp đất nước trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8. Một số trạm quan trắc đưa ra cảnh báo đoạn sông Dương Tử đi qua thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc đã cao hơn 2 mét so với mức trung bình ở thời điểm này trong năm do mưa lớn ở thượng nguồn. Trung Quốc hồi mùa hè năm ngoái ghi nhận lượng mưa cao thứ hai kể từ năm 1961, kích hoạt cảnh báo lũ trên các sông, hồ lớn và đưa mực nước tại đập Tam Hiệp chạm gần ngưỡng tối đa. Số liệu thống kê cho thấy, cả năm 2021, lượng mưa trên toàn Trung Quốc ở mức gần 700mm, cao hơn 10,3% so với mức trung bình và tăng 7,6% so với một năm trước đó. Lượng mưa trong năm 2021 cũng tăng gấp đôi ở một số khu vực miền Trung và miền Đông Bắc Trung Quốc so với năm trước đó. Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc Jia Xiaolong hồi cuối tháng 4 từng cho rằng sự nóng lên toàn cầu đã khiến Trung Quốc ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, trong đó có nắng nóng gay gắt cũng như lũ lụt. Hôm vừa qua, một trận mưa lớn, mưa đá và gió mạnh bất ngờ ập đến trong khi cuộc đua marathon ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc đang diễn ra khiến 21 vận động viên thiệt mạng. Cũng trong tháng 5, hai cơn lốc xoáy quét qua Vũ Hán và tỉnh Giang Tô làm 12 người chết và hàng trăm người bị thương. Ác mộng lũ lụt lại trỗi dậy, gần 800 hồ chứa vượt cảnh báo lũ. Chính quyền địa phương Trung Quốc cho biết hôm qua khoảng 21 người thiệt mạng và 4 người mất tích khi mưa lớn kéo dài ở một thị trấn tỉnh Hồ Bắc. Thị trấn Liulin ở huyện Shushan thuộc tỉnh Hồ Bắc đã chứng kiến tổng lượng mưa lên đến 503mm từ 21 giờ hôm qua đến 9 giờ ngày hôm nay, gây ra độ ngập úng trung bình là 3,5m. Hơn 8.000 người bị ảnh hưởng trong thị trấn và các nỗ lực cứu trợ cũng như cứu hộ đang được tiến hành. Mưa lớn gây lũ lụt cũng khiến nguồn điện, hệ thống giao thông và thông tin liên lạc bị gián đoạn. Trước đó, 5 thành phố ở Hồ Bắc đã ban bố cảnh báo đỏ sau khi mưa xối xả làm mất điện và phá hủy nhiều nhà cửa.
Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết các đội cứu hộ đã được điều động đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm thành phố Tùy Châu, Tương Dương và Hiếu Cảm. Thành phố Nghi Thành cũng có lượng mưa kỷ lục 400 mét hôm qua. Theo hãng thông tấn CNS, có đến 774 hồ chứa ở tỉnh Hồ Bắc đã vượt mức cảnh báo lũ vào tối hôm qua theo giờ địa phương. Tờ China Daily dẫn lời văn phòng quản lý khẩn cấp của tỉnh cho biết thời tiết cực đoan ở tỉnh Hồ Bắc đã khiến hơn 3.600 ngôi nhà và 8.110 hecta đất trồng bị hư hại với tổng thiệt hại ước tính khoảng 108 triệu nhân dân tệ. Trung Quốc từng chứng kiến lũ lụt trong những tháng mùa hè, nhưng các nhà chức trách cảnh báo tình trạng thời tiết khắc nghiệt đang dần trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Khoảng 80.000 người đã được sơ tán tại tỉnh Tứ Xuyên vào cuối tuần trước và lượng mưa kỷ lục ở Hà Nam vào tháng trước đã gây ra lũ lụt khiến hơn 300 người thiệt mạng. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo rằng các trận mưa lớn có khả năng tiếp tục kéo dài cho đến tuần sau, với các khu vực dọc sông Trường Giang có nguy cơ ngập lụt. Trong khi đó, những chiếc xe ô tô hỏng và phủ đầy bùn đất nằm trong một bãi đỗ xe ở thành phố Trịnh Châu đã cho thấy sự khủng khiếp của trận lũ lụt tấn công Trung Quốc hồi tháng 4. Ông Ma Chao, người đứng đầu cơ quan quản lý bảo hiểm của Hà Nam, cho hay có ít nhất 238.000 phương tiện bị hư hỏng được gửi đến nghĩa địa ô tô ở ngoại ô Trịnh Châu. Chỉ trong 3 ngày, những trận mưa kỷ lục đã trút lượng nước bằng cả một năm xuống Trịnh Châu, khiến ít nhất 290 người thiệt mạng, hàng chục người đã chết vì bị mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm bị ngập nước, hầm đậu xe và đường hầm Trịnh Châu. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.